Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính thưa toàn thể quý thiện nam tín nữ Trực tiếp buổi lễ quy y tại Tu Viện Tường Vân Cũng như các vị quy y gián tiếp trên online Lời đầu tiên thay lời ban tổ chức Nhân ngày Vía Thượng Nguyên Năm Tân Sửu 2021 các vị trở về dự lễ quy y cũng như những vị đăng ký quy y trực tiếp trên online tôi nguyện cầu mười phương chư phật gia hộ cho tất cả các vị được thân tâm an lạc tu hành tinh tấn phước huệ trang nghiêm a di đà phật xin thưa các vị Do tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp. Chúng ta cần phải giữ những cái nguyên tắc theo cái lệnh phòng chống dịch của các ngành chức năng. Vì vậy ban tổ chức cũng không khuyến khích các vị tập trung về các nơi như thế này để tham dự các buổi lễ nói chung hay là riêng lễ quy y này tùy nghi với một cái số lượng nhất định mà trong sự kiểm soát được và trong cái việc phòng chống dịch an toàn thì chúng ta cứ tham gia các ngành chức năng không cấm nhưng mà phải tổ chức và làm các việc theo sự cho phép vì vậy đây là một cái việc chung chúng ta bảo vệ sức khỏe của mình cũng như bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng mà mọi người cần phải tôn trọng cho nên tôi khuyến khích các vị quy trên online đây là việc mà tôi chưa từng làm và tôi chưa bao giờ muốn làm việc này thì trước đó có một vài trường hợp mà những người hấp hối hoặc là những người bệnh nặng không còn đi được họ ở quá xa với tu viện các vùng miền khác nhau cũng như những quốc gia trên thế giới thì tôi cũng tạo điều kiện bằng cách là quy y qua điện thoại đó thật ra là rất là miễn cưỡng nhưng mà vì phương tiện để tạo duyên cho những người bệnh tật hoặc là sắp cuối đời có đủ duyên lành với phật pháp thì tôi khuyên họ nên thiết lập một bàn phật trang nghiêm tại tư gia và để người bệnh hướng về bàn phật đó và tôi là người hướng dẫn cho họ quy y qua điện thoại tôi biết rằng việc này nó không phải là việc phù hợp với chánh pháp nhưng mà hoàn cảnh xã hội trong giai đoạn này thì chúng ta cũng cần thiết phương tiện để làm một số điều cho nên những lần quy y mà kiểu điện thoại như vậy thì tôi cũng phân tích và cân nhắc rất là nhiều cho những người quy y ý, ý thức hơn về cái việc mà mình trở thành Phật tử Tu tập không phải là máy móc Chúng ta tu tập là chuyển hóa tâm linh Và nhất là con đường tu tập theo Phật Pháp Mục đích cao nhất là hướng đến sự giác ngộ Vì vậy sự chuyển hóa tâm thức và xuất phát từ Tâm truyền tâm là vô cùng quan trọng Chúng ta không phải là một tôn giáo máy móc để đi thu gom tín đồ Tại sao Phật giáo không quá quan trọng việc này Khuyến khích người tu hành Khuyến khích người hướng về Phật Pháp Nhưng không mang bất cứ một nghĩa nào Để mang cái nghĩa là chiêu dụ Hay tập hợp mọi người Theo cái tính cách như tôn giáo Gồm nhóm một điều gì như vậy Nó không đúng gì Con đường của Phật Pháp Mục đích của Đạo Phật không đặt bất cứ một quyền lợi nào Đối với cộng đồng hay là đối với người hướng về tam bảo đức phật vì hạnh phúc và an lạc cho chúng sinh nên có mặt trên cuộc đời vì giải quyết các vấn đề khổ nạn của chúng sinh đang là tại xứ ấn độ ngài đã từ bỏ tất cả mọi nhu cầu vinh qua phú quý trong cuộc đời để trở thành người xuất gia một người khổ hạnh một người sống đơn giản nhất trong cuộc đời hay cái nghĩa là một người ăn sinh Đức Phật ăn xin không phải là một người Khố gách áo ôm đi tìm chén cơm manh áo Mà đó là một con đường tôi luyện cho mình Để trừ diệt bản ngã, để mở tâm, để tình thương yêu được rộng lớn Tính nhẫn nhục được phát huy và đạo lực được nâng cao Một con người quyền quý mà có thể trở thành người ăn xin không hề đơn giản Các vị thử có chén cơm manh áo bình thường thôi Kêu các vị đi xin các vị nói Làm gì mà bắt tôi chịu nhục vậy đúng không Thông thường thà đói chết bỏ Chứ đừng có bài đặt như thế này thế kia Cái cách của người chúng ta là như vậy Nhưng mà con người của Đức Phật chấp nhận những điều đó Có khi xin được cung kính Có những khi cũng hất hủi Có những khi bị đuổi xô Trong cái việc ôm bác đi xin ăn như vậy nhưng mà Ngài đâu phải là vì chén cơm manh áo Để xét lại tâm mình và tôi luyện và để nhận ra coi sự giác ngộ của mình đã chín mùi chưa là hoàn thiện chưa đó là mục đích tối cao và đức phật không mang cái nghĩa là đi truyền bá chánh pháp để à tín đồ tôi nhiều hay là ít đem ra so sánh tất cả những điều khập khiển như vậy nó không đúng với đạo phật các vị đến với đạo phật cơ bản để đạo phật được cái gì các vị từ bỏ đạo phật đạo phật mất cái gì đối với con đường giác ngộ là không được và mất nếu để được và mất trong cộng trừ nhân chia theo cái nghĩa phàm phu tục tử thì chúng ta không cần thiết để trở thành một nhà tu cho nên vai trò tăng bảo trong thế gian này vô cùng quan trọng một con người hy sinh tất cả vì cuộc đời không phải vì nhu cầu cho bản thân nếu vì nhu cầu cho bản thân thì một người ăn mài vẫn hạnh phúc hơn gấp trăm lần so với thầy tu nếu thầy tu đúng nghĩa là không có nhu cầu gì hết mà không phải là không được mà vì sự giác ngộ vì muốn độ đời cho nên phải từ bỏ những nhu cầu hoặc là kiềm chế những nhu cầu của bản thân để hướng về con đường giác ngộ bởi vì những nhu cầu của bản thân và con đường giác ngộ là những con đường nghịch nhau nó không bao giờ là một tỷ lệ thuận nó là một tỷ lệ nghịch nếu anh được cái này anh sẽ mất cái kia vì vậy anh hiểu hướng về con đường giác ngộ phải chấp nhận mất tất cả những điều của thế gian hay là từ bỏ những điều đó để nâng cao cái tâm của một con người lên cho nên khi khuyến khích một người quy y không xuất phát từ cái gì cả vì muốn các vị hướng về con đường giác ngộ để các vị có một nơi nương tựa bình an giải quyết các vấn đề khổ đau của chính các vị đức phật không phải là một vị thần tôn giáo tô vẽ các thần thánh quá nhiều tín ngưỡng cũng vậy phóng đại tất cả những điều huyền thoại linh thiêng quá nhiều nhưng đức phật có mặt trên cuộc đời là một con người lịch sử tìm cái giải pháp để cứu khổ ban vui thật sự chứ không mang cái nghĩa là trao truyền niềm tin thần thánh nào đó để họ tưởng tượng về một vấn đề người quy y phải hiểu điều này rất rõ các vị không thể giải quyết được khổ đau chỉ thuần niềm tin niềm tin làm cho các vị có sức chịu đựng về đau khổ nhưng còn giải quyết khổ đau phải có giải pháp phải có con đường mà nhất là có trí tuệ trong đạo phật quy y là tự nguyện các vị và việc nên làm các vị đừng nghĩ tôi quy y là tôi phải trở thành tín đồ để tôi bị ràng buộc bởi niềm tin gì đó. Các vị vứt cái đó ra khỏi tâm thức các vị đi. Chân lý trong cuộc đời nó không thuộc vào các danh nghĩa mà các vị gán vào đâu. Bản thân cục lửa nó vốn nóng, nó không lệ thuộc vào sự lý giải của các vị lạnh mát nguội gì đó để nó thể khác nhau. Cục lửa nó cũng không thể khác nhau về độ nóng khi các vị đem lên cung trăng sao quả hay là đem lên bắc cực. Nó nóng nó vốn là nóng như vậy Một trẻ thơ không ý thức về lửa Một người đuôi không thấy đường không biết nó là lửa Và một người ý thức và biết rất rõ khi bốc vào cảm giác đều như nhau vì vậy Đức Phật tìm ra chân lý ở chỗ là giải quyết khổ đau Không lệ thuộc vào danh nghĩa của các vị là Phật tử hay không Các vị học các triết lý Phật Pháp và các vị biết ứng dụng bằng cả một sự quyết tâm của mình các vị có thành tựu nhất định nhưng tại sao khuyến khích các vị quy y quy y để khẳng định cái việc mình làm mạnh mẽ hơn và tự tin hơn thì hiệu quả các vấn đề tốt hơn còn các vị chưa xác định được mình các vị nửa vời lắm cũng giống như người ăn chay mà phát nguyện và người ăn chay không phát nguyện như đó. nó khác nhau ăn chay cơ bản nhất thì cũng ăn rau đậu cũ mà tôi không có phát nguyện Cho nên mọi thứ tùy duyên Có phải không Còn người ăn chay họ phát nguyện là Họ có ràng buộc trong lời nguyện Lời hứa đó Cho nên họ có thể là kiểm soát họ Kiềm chế để họ vượt qua những cái hoàn cảnh mà Nó không thuận tiện Nhưng họ vẫn cố gắng Được bao nhiêu tốt bấy nhiêu Nhưng mà không phát nguyện Chúng ta dễ dàng tùy tiện hơn còn người có phát nguyện thì họ khó tùy tiện hơn, nhưng nếu hoàn cảnh bất đắc dĩ, họ cũng tùy duyên được. Nhưng mà không xuất phát từ cái ý lại là tôi đâu có nguyện đâu. Đây là điều khác biệt nhau. Cho nên trở lại vấn đề quy y trên online là hoàn cảnh bất đắc dĩ để tạo cho các vị trở thành một Phật tử chính thức theo thời công nghệ. Nhưng mà đừng lạm dụng trước đây cách vài năm tôi có viết một bài viết khi tôi thấy hình ảnh của một robot đi tụng kinh và trong cái bài báo có nêu ra là như vậy là những cái nơi mà muốn phục vụ tụng kinh để mà cúng cầu siêu cầu an gì đó thì họ dùng robot này họ có lập trình sẵn các bản kinh kỳ siêu kỳ an ở trong đó muốn tụng kỳ siêu họ bấm cái bản kinh kỳ siêu cái robot nó đọc rồi muốn tụng kỳ an cái nó bấm vào trong đó cái nó đọc thông qua robot phải nói là khi nhìn lên những hình ảnh đó tôi có một cái cảm giác hơi sợ hãi tôi sợ hãi là điều gì chúng ta điện tử quá và máy móc quá cho con đường tu tập đó là hại chết mình bởi vì con đường tâm linh nó phải xuất phát từ cái thần kinh hệ và cái não và cái linh hồn theo cái từ ở bên ngoài còn từ trong Phật học chúng ta hay gọi là thần thức hay là tâm linh Những cái này phải được tương tác bằng năng lượng của tâm linh Chứ thông qua máy móc nó không có một cái cảm xúc thực và tương tác thực Và vì vậy máy móc này sẽ dìm chết chúng ta Các vị nên nhớ rằng Các vị nô lệ máy móc các vị sẽ bị chai lì về cảm xúc Và các vị bị lệch về cảm xúc tình cảm hay là cảm xúc của con người phải được xuất phát từ trái tim và bộ não của mình nhưng mà khi trái tim và bộ não của các vị đã bị mái lập trình thì các vị nên nhớ rằng cái cảm xúc của các vị sẽ không tốt nữa và có khả năng lệch và các vị bị chai lì tôi có một cái thí dụ mà tôi hay từng chia sẻ với các vị nếu chúng ta sống bằng cảm xúc thấy một người rơi xuống nước và bị chết đuối, tống bằng cảm xúc thì lúc đó chúng ta thấy một người sắp chết đuối chúng ta làm gì? Hả? Mình sẽ nhảy xuống cứu đúng không? Nhưng mà cái thời công nghệ người ta cho rằng máy móc lập trình trong não chúng ta và cái cảm xúc của con người nó bị lệch hướng rồi cho nên là gì nè, thấy một người bị chết đuối không còn nhảy xuống cứu nữa mà bật máy ra livestream để cho mọi người xem là đây nè, tôi thấy một người chết đuối nè, hãy coi đi. Và coi chưa xong lại nó đã chết rồi. Như vậy, việc làm máy móc và cảm xúc khác nhau lắm các vị. Cho nên hướng về con đường tu tập giác ngộ thì thông qua máy móc nó là một rào cản vô cùng lớn cho chúng ta ứng dụng con đường tâm linh. Vì vậy phương tiện để các vị tiếp nhận một vấn đề, nhưng khi ứng dụng tu tập thì các vị phải biết vận chuyển những điều được nghe được biết đó bằng cái cách là chuyển hóa tâm thức. Vì vậy những người quý y trên online, các vị cũng ý thức rất rõ không phải cái việc quý thầy mang cái nghĩa xu hướng theo thời đại mà quý thầy tùy duyên để tạo điều kiện cho những người không có điều kiện đến chùa Quy Y trong cái thời gian giãn cách hay là trong điều kiện ngăn sông cách trở bởi biên giới như thế này. Và các vị cần đặt cái tâm của mình trong cái việc Quy Y nên thành tâm nên hướng Phật và Quy Y bằng cả một tấm lòng chứ cũng không có chẩn mãn khi chúng ta đối diện trước màn hình quy y Ta sẽ không thành tựu được điều gì tốt đẹp đâu Tu tập không phải là bằng cách là phô bài hay thể hiện bằng hình thức Mà tấm lòng của một con người hướng về một mục đích Bởi vì việc đó trời đất chứng biết Thiên thần chứng biết Chư Phật chứng giám Cái lòng chúng ta có thể gian dối mọi người Nhưng mà không lừa được thánh thần hay là chư Phật Vì vậy cái tâm chúng ta đến đâu năng lượng nó sẽ tỏa ra đến đó và nó thu hút một cái nguồn năng lượng tương đương với những gì nơi lòng phát tâm của các vị vũ trụ là một năng lượng như thế năng lượng không phân biệt thiện ác tùy vào tâm niệm của mỗi chúng sinh mỗi con người các năng lượng đó nó đến với chúng ta một cách tương xứng vì vậy các vị quy y các vị nên nhớ là như vậy Tôi phương tiện để cho các vị quy Nhưng mà lòng của những người quy Phải hướng về Tam Bảo Bằng cả một sự thành tâm Xem như là chúng ta đối diện trước Tam Bảo Tại sao tôi để những quyển kinh như Pháp Hoa Hay là các kinh trường bộ trung bộ như thế này Đây là Pháp Bảo Cho các vị trọn vẹn để cái nghĩa quy Tam Bảo Quy Tam Bảo là quay về nương tựa ba ngôi quý báo Phật, Pháp và Tăng. Ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, bản thân Đức Phật đã đầy đủ các yếu tố đó. Cho nên chỉ cần một mình Đức Phật trên đoạn đường đi hành hóa hay trong rừng hay bất cứ nơi nào người muốn quy y, Đức Phật đứng ra cho quy y và đọc một cách rất đơn giản là khuyến khích một người cư sĩ tại gia là con xin quy Phật, quy Pháp, quy Tăng và đức phật chứng minh là xong hôm nay đức phật đã nhập niết bàn chúng ta chỉ còn cái biểu tượng của đức phật thôi tức là cái này là thế gian trụ trì phật bảo đó trong cái nghĩa của ba cái nghĩa phật là xuất thế và thế gian và đồng thể đó thì cái hình tượng của đức phật mang cái nghĩa là một biểu tượng trên thế gian này được lưu lại gọi là phật bảo bằng tượng xi măng cốt thép bằng đồng bằng gỗ hay bằng hình tượng giấy và thời kỳ điện tử chúng ta cũng có thể là hình tượng đức phật thông qua các màn hình led vẫn xem đó là thế gian trụ trì phật bảo pháp là lời dạy của đức phật ngày xưa khi ngài còn tại thế Giáo pháp không có biên tập lại thành chữ nghĩa như thế này mà để được lưu giữ trong tâm. Cái này trong những bản kinh lớn tôi chia sẻ tôi đã nói rồi nhưng mà tôi chỉ nói một chút cho các vị hiểu là vì muốn để cho trọn vẹn sự cao quý lời dạy của Đức Phật mà người ta không muốn ghi chép ra. Giữ ở trong tâm cho sự thanh tịnh, tôn trọng cho nên gọi là thánh điển. Cho nên Phật giáo Việt Nam đang tiến hành hoàn thiện Đại Tạng Kinh mà gọi là Tam Tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam. Đây là một bộ pháp bảo xem như là cốt lõi đồ sộ và cái quy chuẩn cho nền tảng giáo pháp của Đức Phật mà Phật giáo Việt Nam đang tiến hành mà chúng ta đã biên tập được 1 2 3 4 bộ này đã xuất bản rồi và chúng ta sẽ tiếp tục trong năm đến 10 năm thậm chí 15 năm để hoàn thành cái Tam Tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam này là một kỳ công của Phật giáo Việt Nam trong giai đoạn đang là, mà chúng ta đã kế thừa từ nhiều các bậc tiền bối ở phía trước, đã một số các vị đại dịch giả đã dịch ra để lại những tạng pháp bảo một phần nào đó cho chúng ta thừa kế. Ở đây tôi để các vị tạng pháp bảo là kinh Diệu pháp liên qua mang nghĩa đại diện cho kinh điển đại thừa và các hệ kinh trường Trung Bộ là hệ thống kinh điển Nikaya gọi chung là nguyên thủy hay là Nam truyền. Vì vậy, hôm nay tạng pháp bảo được ghi chép lại thành Tam tạng kinh điển kinh luật luận rồi, những cái đó gọi là pháp bảo. Và tăng là những người xuất gia đúng với giới luật, đúng với tinh thần của Phật pháp tu có tâm từ bi đến với cuộc đời hy sinh, đúng với chân lý thì cái đó gọi là tăng bảo vậy là phật pháp tăng chúng ta có đủ về mặt hình thức tôi đưa ra những biểu tượng trọn vẹn về hình thức như vậy để các vị hôm nay quy tam bảo là hướng về quy với phật tức là nương tựa phật nương tựa pháp và nương tựa tăng ngài nhất hạnh đã tóm tắt cái ý nương tựa tam bảo này thông qua các câu một cách dáng tắt như thế này con về nương tựa phật người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời con về nương tựa pháp con đường của tình thương và sự hiểu biết con về nương tựa tăng đoàn thể nguyện sống một cuộc đời tỉnh thức tóm tắt ý nghĩa của phật pháp và tăng như thế con về nương tựa phật người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời đây là việc mà tôi đã nói trong thời điểm chúng ta làm lễ ý nghĩa Phật thành đạo. Tôi nói là không có ngày thành đạo của Đức Thế Tôn thì ngày đảng sanh không có ý nghĩa thật sự. Bởi vì nhờ sự kiện thành đạo tức là sự giác ngộ cuối cùng của Đức Phật cho nên cái ngày đảng sanh nó mới có ý nghĩa trên cuộc đời. So với ngày kỷ niệm của Đức Phật á thì ngày thành đạo đúng ra là quan trọng nhất quan trọng hơn cả ngày lễ đảng sanh đây là điều mà tôi đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần cho nên tôi không đề cập đến cái quan điểm truyền thống của phật giáo nam truyền vì cái ngày vê sắc là cái ngày tam hợp ngày thành đạo niết bàn hay là đảng sanh là chung nhau trong một sự kiện họ đã gộp lại chung tổ chức rồi cần bắt truyền ngày đảng sanh khác thành đạo khác, nhập niết bàn khác. Qua Tết này đến rằm tháng 2 âm lịch là ngày Đức Phật nhập niết bàn. Trở lại vấn đề, chúng ta có những cái ngày kỷ niệm khác nhau thì cái ngày thành đạo vô cùng quan trọng. Bởi chính nhờ ngày thành đạo mới có một đạo Phật trên thế gian. Cho nên Đức Phật trở thành một người thầy độc tôn và duy nhất trong hiền kiếp này người khai sáng ra đạo Phật cho nên đức thế tôn gọi là a la hán chánh đẳng giác. Vì tôn trọng cái sự độc tôn một con người khai sáng cho nên các thánh đệ tử có khả năng đạt được giác ngộ tương đồng với đức Phật nhưng chỉ gọi là a la hán mà thôi, không có dùng từ chánh đẳng giác như một sự tôn trọng tối thượng như thế. Đây là nhiều thứ trong các vấn đề Phật học tôi không làm cho các vị bị rối đâu. Như vậy con về nương tựa Phật người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời, phải nói chính Đức Phật là người khai sáng. Và lời dạy của Ngài được tôn trọng quý giá thành cái tạng vị trí thứ hai trong Tam Bảo là Pháp Bảo. Để thể hiện sự tôn trọng cao quý có Đức Phật, Đức Phật mới thuyết ra các giáo pháp. Và giáo pháp này đầy trí tuệ để hướng dẫn con người đến giác ngộ. Và vì giác ngộ chúng ta mới giải quyết được vấn đề khổ đau trong cuộc đời Cho nên các vị thấy Ngài Nhất Hạnh chỉ tóm tắt trong một câu Con về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết Trí tuệ và từ bi là những đôi cánh song hành trên một con chim Không thể thiếu Cho nên người học Phật hướng về con đường giác ngộ Nhưng mà phải có tình yêu thương với nhân loại, với chúng sinh không có tình yêu thương không làm tu sĩ được vì không có yêu thương chúng ta không thể nào hy sinh và chịu đựng những điều bất như ý trong cuộc đời thương mới chấp nhận được như vậy trong cuộc đời cũng vậy các vị thương ai các vị mới chịu đựng được những cái sự mà dày dò hay là nhiều thứ khổ đau vì thương cho nên chịu đựng tất cả nhưng mà chúng ta chỉ chịu đựng tình thương với những người chúng ta thương thôi nhưng mà Đức Phật hay là những người đi theo con đường của Đức Phật là thương chúng sinh Và vì vậy có thể chấp nhận được tất cả những quan tình Mọi điều bất như ý từ mọi chúng sinh Cho nên đối tượng khổ đau là một trong những đối tượng Đạo Phật cần quan tâm Tôi cũng vậy Những người có được cuộc sống ổn định Các vị được thật sự hạnh phúc tương đối rồi Không có gì hạnh phúc tuyệt đối hết đó, đó. Tức là về mức độ tương đối các vị hạnh phúc rồi tôi không cần quan tâm nữa tại sao chúng ta phải quan tâm đến những người hạnh phúc vì họ có điều kiện à sai lầm họ có điều kiện và họ hạnh phúc rồi chúng ta hạn chế sự quan tâm bởi vì cái đó không khéo mang cái nghĩa xã giao và tôi nhớ một cái lời của một vị thiền sư dạy cho học trò của mình đó là thiền sư đông thủy khi thấy học trò của mình kết giao với người quý tộc và có tính cách là quên mình Thiền sư Đông Thủy mới dặn một câu Đừng để mình bị đắm nhiễm trong sự kết giao với người quý tộc Đây là sự cân nhắc của một người thầy dành cho học trò Bởi vì đạo Phật hướng đến đối tượng là đối tượng khổ đau Bởi vì không có người khổ đau, không có đạo Phật trên thế gian này Cho nên những người tu phải quan tâm đến những người khổ đau Là ở chỗ không phải là nặng và nhẹ Mà vì họ là người cần cứu, cho nên tôi nói với các vị rồi tôi chỉ tập trung tiếp xúc với các vị trong hai đối tượng quan trọng nhất đối tượng đầu tiên là đối tượng khổ đau đối tượng thứ hai là muốn học phật pháp ngoài hai đối tượng này tất cả các vấn đề khác tùy duyên rất rõ là như vậy đối với tôi nếu người thật sự khổ đau tôi sẽ chia sẻ thứ hai những người có cái duyên và có nguyện vọng muốn học phật pháp tôi sẽ chia sẻ còn tất cả những cái việc tiếp khác nó chỉ là tùy duyên không thuộc về cái việc mà bắt buộc và ép tôi xưa nay tôi là như vậy tôi không đủ thời giờ và không đủ sức để có thể tiếp hết với tất cả mọi con người nhưng mà có thể dành cho những gì quan trọng nhất với những người đến với phật pháp họ đau khổ họ cần sự chia sẻ cái này không thể từ nang và không thể hứa được Có thể trong phút giây họ có thể từ giả cuộc đời Có thể trong phút giây họ có thể đổ vỡ một gia đình Có thể trong phút giây họ có thể rơi vào trong một thảm cảnh nào đó Vì vậy những trường hợp này như cứu lửa cháy đầu Có điều kiện và có mặt sẽ tiếp ứng ngay Không chối từ những điều đó Cho nên Đức Phật vì chúng sinh khổ đau trên cuộc đời này mà có mặt Thì người học Phật cũng phải biết những điều đó Đối với chúng sinh trong cuộc đời Mới là một phần nhỏ nào đó nằm trong hàng tăng bảo của Phật Pháp. Và nhất là trong giai đoạn này, chúng sinh đang rơi vào trong dầu sôi lửa bỏng. Cuộc sống đầy khó khăn, cuộc sống đầy áp lực. Giai trò của tăng bảo, những người xuất gia không thể rời với họ trong giai đoạn này. Bằng cách nào đó cũng phải cùng đồng cam cộng khổ, tiếp sức và chia sẻ. Và đây là một bài nói chuyện đêm hôm tôi giảng về cái bài là bệnh trầm cảm dưới góc nhìn của Đạo Phật đó tôi chia sẻ vì những người bị áp lực tâm lý rơi vào trong trét lâu và trở thành bị trầm cảm rất là nhiều thê thảm cho nên xuất phát từ cái việc mà tôi không phải là một chuyên gia về trị tầm cảm nhưng mà mình có thể làm được một điều gì đó từ các nền tảng triết lý phật học này thì chúng ta phải cố gắng làm chúng ta không phải là một bác sĩ để trực tiếp được với bệnh nhân theo những chuyên môn thì chúng ta cũng làm một điều gì đó đứng ở phía sau hoặc là ở bên cạnh đó như vậy chúng ta mới không tách rời giữa đạo phật và cuộc đời cho nên đừng nghĩ rằng đạo phật vì cái mục đích gì mà truyền bá chánh pháp hay là vì một mục đích muốn tóm thâu cái gì đó mà bày trò đủ điều cái đó trong một phạm vi nhỏ nào đó có thể nhưng mà đừng đưa ra những cái lời như vậy cho đạo phật các vị có tội dù vô tình hay cố ý các vị vẫn làm tổn đức của mình Khi các vị đã đem một tâm niệm thấp thoải Dành cho một sự hy sinh cao quý trong cuộc đời Nếu không được sự trân trọng các vị cũng giữ thái độ khách quan Những người hay thế này thế kia như vậy Các vị phải trả giá Đó là điều chắc chắn Trả giá cách nào tôi không biết bởi vì quy luật của cuộc đời nó là như vậy chứ không phải là phật quở hay là không phải phật bắt lỗi không có chuyện đó trong cuộc đời tại tâm niệm của các vị đưa ra vũ trụ thế nào vũ trụ sẽ trả lại cho các vị những tâm niệm như thế cho nên đứng về các vấn đề của phật pháp khó lý giải những điều tiêu cực trong phật giáo không phải là không có một tăng đoàn lớn khi trở thành hàng chục nghìn những con người như thế hoặc là tính đồ lên hàng trăm triệu như thế trên thế gian này hay là trong nước cũng vài chục triệu như vậy thì những vấn đề tiêu cực làm gì không có nhưng tiêu cực đó là chuyện vốn có của chúng sinh chuyện muôn đời cái chuyện thời buổi nào cũng vậy nhưng mà chúng ta là người có trí chúng ta không đặt vấn đề tiêu cực mà thấy cái cốt lõi trong đó Giống như một người đời họ hay nói là Không vì gai mà bỏ hoa hồng Cũng như không vì hoa hồng mà bóc liều lĩnh vào gai Cũng vậy người có trí thì tại sao nói cái cách mà tùy tiện và quơ đũa như vậy Dù thế nào đi chăng nữa Chân giá trị về Phật bảo Pháp bảo Tăng bảo Vẫn là một điểm tựa duy nhất và quan trọng nhất cho chúng ta tôi nhớ có một bài kể mà người ta tóm tắt những cái văn vần như một cái vần thơ nó cũng rất là lý thú dành cho tam bảo là gì nè hoang mang trong quãng đêm trường nhờ đèn tam bảo xoay đường chúng sinh lên đên bể khổ mênh mông nhờ thuyền tam bảo chúng sinh thoát nạn cái câu này mang cái nghĩa là tam bảo hay là phật pháp là một chiếc thuyền để cứu vớt chúng ta khi trên bể khổ và là một ngọn đèn xoay đường cho chúng ta trong vô minh trong hận thù trong đau khổ chính vì vậy mà con về nương tựa pháp con đường của tình thương và sự hiểu biết là như vậy và tôi đã từng nói trong một bài báo tôi nói rồi không có tình thương cuộc sống này không có ý nghĩa các vị xét lại lời này của tôi Nếu tình thương cao quý Thì đó là từ bi Còn ít nhất trong cuộc đời Chúng ta phải có tình thương Nếu không có tình thương Cuộc đời này vô nghĩa Sự tồn tại của con người Không khác với muôn loài Các vị cứ suy gẫm lời tôi nói một con người không còn tình thương thì không cần thiết để tồn tại trong cuộc đời này đâu. Bởi vì anh có cũng được Không có cũng không có ý nghĩa gì Thậm chí còn ăn hại hơn cho cuộc đời này nữa Vì vậy nếu chúng ta là một người ăn hại và của thừa Dù xã hội không nói Nhưng mà tự quy luật của chân lý chúng ta là như vậy Bởi vì một người không còn tình thương Là một người sống tàn độc và ích kỷ và những người đó là những người nguy hiểm cho cuộc đời Chứ không phải đem lại lợi ích cho cuộc đời Những người lừa gạt những người lợi dụng và những người dựa vào những cái điều kiện mình vốn có hơn mọi người để làm một cái điều gì phi pháp đó như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng không còn một tình thương thì cuộc đời này vô nghĩa cho nên đạo phật lúc nào cũng khuyến khích dạy chúng ta về tình thương là vậy cho nên tôi có phê phán về một số các bài báo khi đặt cái vấn đề mà người ăn mài lường gạt đó tôi có nói cái cách như vậy Người ăn mày có lường gạt thì lường gạt tiền lẻ thôi Tiền các vị đi chợ về còn dư đó Chưa ai bán mạng cho ăn mày Chưa ai vét sắp túi cho ăn mày Cũng chưa ai đi vay mượn tiền cho ăn mày Cũng không ai vô ngân hàng vay để cho ăn mày Cũng không ai cầm cố nhà cửa cho ăn mày Vậy mà một vài đồng tiền lẻ có thể gạt đi Nhưng đáng gì Xã hội còn tình thương còn những người quan tâm Người này có thể họ gạt Nhưng mà cái người khác thấy cái khổ mà còn cảm xúc á, là còn giá trị sống tôi muốn nói cái nghĩa đó xã hội còn biết người đau khổ thì mai này có ai khổ họ sẽ giúp còn bây giờ dẹp sạch và quan điểm rằng là cái đó là lường gạt cho nên không cần ai quan tâm đến ai mai này người khổ thật cũng không có người chia sẻ đâu nhưng mà cái lớn chúng ta lại không quan tâm những người ăn trơn mặt láng gạt chúng ta bán nhà gạt chúng ta ở tù gạt chúng ta phá sản, gạt chúng ta nợ nần, chúng ta lại không quan tâm. Hãy quan tâm cái đó, quan tâm đến khi không còn tình thương người ta sẽ đẩy người khác vào khổ đau mà lòng mình không có một cái chút nào cảm xúc, thì cái đó đáng sợ đó. Cho nên tôi không đồng tình cho cái chuyện ăn mài, họ có thể ăn mài gian dối, nhưng mà đó là điều không đáng quá ư là ồn ào hoặc như vậy. Bởi vì đó là một cái việc gì rất nhỏ Một đồng tiền lẻ không đáng để chúng ta bận tâm Hãy bận tâm đến những vấn đề lớn Để phát huy tình người Và phát huy sự phát triển của một đất nước văn minh Tôi đã từng nói với cái này Cái tầm nhìn của chúng ta đi kẻ dạch vặt vảnh quá Có nghĩa là nó phản ánh Cái tâm hồn nhỏ hẹp Ích kỷ và hẹp hòi Mới tìm sự kẻ vạch những điều như vậy cho nên có một vài vấn đề các vị thấy ồn ào là ồn ào nhưng mà người có trí họ bình chân như vậy là vì sao? Ồ có gì đáng đâu mà để lại nhãi. Đối với tôi là cái đáng là chúng ta quan tâm là cái gì? Phải nhìn bằng cả một trái tim từ bi và được trí tuệ của Đạo Phật soi sáng thì các vị sẽ thấy các vấn đề nó rõ như thế. Còn ở đây sống bằng những thành kiến, những cái thói quen, thông thường trong thế gian chúng ta sẽ nhìn bằng một cái cặp kính màu một cách lệch lạc cho nên các vị quy y phật pháp và tăng tăng là những người xuất gia theo phật là những người nguy sinh trong cuộc đời thứ nhất là vì lý tưởng giác ngộ thứ hai vì truyền bá giáo pháp và thứ ba muốn giải quyết một phần nào đó khổ đau với những người hữu duyên Chứ không nói tất cả các vị Không có ai đôi bàn tay Ôm hết được cả vũ trụ này hay bầu trời này Chỉ làm với những người thật sự hữu duyên Và như vậy Trong những một vài vị tăng thế này thế kia Thật ra Cái việc đó không thể nào trọn vẹn được Những người phàm phu đi tu Chứ không phải là bậc thánh nhân trở thành một vị tăng Vì vậy phàm phu có nhiều cái thói hư tật xấu nhưng mà bằng con đường Phật Pháp Người ta tự gọt giũa hàng ngày Để có thể tốt hơn Tốt bao nhiêu phần trăm tùy duyên và tâm tu của người đó Không thể nào chúng ta nghĩ rằng Tăng Bảo trong sáng một cách trọn vẹn như viên ngọc lưu ly Hay một pha lê chúng ta để thờ hay là như một biểu tượng Về cốt tủy của Tăng Đoàn nó là như vậy Nhưng mà dành cho những bậc thánh Những con người thanh tịnh hạng cao khiết để trở thành những con người tu như vậy Phải nói là vô lượng kiếp chúng ta đã đủ duyên Đừng nói là đơn giản Đi con đường xuất gia là con đường hy sinh Và con đường đi ngược dòng đời Những chuyện linh tinh là những cá biệt nào đó Sự thật rằng họ có linh tinh cũng chưa trở thành những người cốt giật lừa đảo Hành đáng sợ Dù thế nào đi chăng nữa Chúng ta phải thấy được rằng là còn hình bóng tu sĩ trên cuộc đời này là còn niềm tin và hy vọng một phần không nhỏ còn các vị nhớ kỹ rằng không còn người nào đi tu đó là mới điều đáng sợ đó bởi vì nếu một người nghĩ ra đi tu thiệt thòi hơn mọi thứ hoặc là đi tu sẽ chịu đựng nhiều thứ thì các vị nên nhớ rằng không còn một người đi tu thì lúc đó điều gì sẽ xảy ra trên cuộc đời này sẽ sòng phẳng với mọi thứ và không có người nào hy sinh cho người nào không có người nào quan tâm và chịu đựng cho người nào thì lúc đó chúng ta sẽ là một cái gì đó rất là nguy hiểm tôi không nói là vì người đi tu tôi đề cao đâu các vị mà còn có hình bóng xuất gia dù không trọn vẹn như là kinh điển từng nêu thì ít nhất cũng là một mức độ đạo đức nào đó trong cuộc đời để làm trung gian với các vị đến với phật pháp vẫn là một cái giá trị còn sự thật rằng nếu không cần thiết nữa người tu hai phút có thể trở thành như các vị có thể họ đi nhậu có thể họ ăn chơi họ có thể đi chạy xích lô để kiếm sống hàng ngày thậm chí tôi nói tệ như vậy không quan trọng để chiếc xe bánh mì cũng có thể sống được và bất cứ thứ gì cũng có thể sống được thì dạy gì trở thành những thầy tu để sống một cuộc đời đầy thiệt thòi nếu đứng về thế gian là đầy thiệt thòi cho nên à, tôi thấy có những lời qua tiếng lại lãi nhãi thật ra khi là người tu mình hiểu rất rõ và đi tu không có một quyền lợi nào hết dù tu chọn hay không chọn trước nhất vẫn là người thiệt thòi cho nên ai phải chấp nhận sự thiệt thòi mà vì lý tưởng hoặc là vì việc phổ độ chia sẻ Phật pháp với chúng sinh thì sẽ làm nếu đứng về nhu cầu thế gian ai ngu gì trở thành thầy tu các vị nhớ con cái các vị mà xin đi tu Có người chửi thấy bà luôn Mày ngu hả? Mày làm gì muốn đi tu hả? Mày có có khùng không vậy? Thậm chí người ta xem những người tu khùng mới đi tu Ngu mới đi tu Tức là các vị vẫn cảm nhận được điều đó Khi các vị thấy con các vị xin đi tu mà Các vị thấy nó đi con đường đầy thiệt thòi Cho nên các vị mới nói Nhưng mà những người đã chịu thiệt thòi thì các vị sẵn sàng công kích khi có bất cứ một vấn đề gì. Tôi nghĩ rằng chúng ta là phàm phu vuôn đời là như vậy. Tôi không phải là tu sĩ mà tôi nói điều đó đâu. Mà tôi nói trên góc độ của người có tâm từ và có trí tuệ. Cái thời công nghệ này đi kẻ dạch đủ thứ lại nhảy. Nhưng mà tôi nói thật để là nhà tu hai phút thôi khỏi cần ai nói gì. Các vị tin không? Tôi chỉ cần hai phút sau tôi ra tôi ngồi nhậu ở trước quán nhậu ở đây. Này. Cũng sành điệu y như người khác. Đâu có khó. Nhưng mà trở thành một thầy tu khó hay dễ? Khó vô cùng chịu đựng nhiều thứ. Thậm chí còn bị chỉ trích lu bu. Ủa đời tôi cũng là một cuộc đời. Tại sao phải như vậy? Vì người ta cứ nghĩ rằng gì nè. Thầy tu ở không ăn và ở cho người khác cúng Cúng vào ăn cho nên là vậy 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 Người ta phải ngồi phân dân Cho nên người ăn mài mà có một chút lường gạt Họ kẻ dạch thì đừng nói tới thầy tu Tâm chúng sinh là nó như vậy đó Nhưng mà nếu chúng ta ức quá Chúng ta khó chịu quá Chúng ta nói là hai phút sau tao với mày sòng phẳng Nếu mà ai cũng nghĩ như vậy Thì còn đâu là một biểu tượng tăng bảo trên thế gian Chứ thật sự mà nói nếu mà một người ức quá Họ sẽ nghĩ như vậy đó tôi nói rồi các vị sư gẫm cho nên một số người nó là thầy chùa giờ sướng lắm ở không ta cúng cho ăn đó tôi mới nói vô đây tao cúng cho ăn nè vô làm thầy chùa đi tôi thì rất là thẳng thắn các vấn đề tôi hay như vậy á bởi vì mình là người trải nghiệm không có lý tưởng cho sự giác ngộ và không có gì cái việc với cuộc đời và bằng tình thương hai cái này không có không thể giữ chân được nhà tu trong thiền môn tôi nói với các vị như vậy tôi nói là đi tu không có lý tưởng như ở tù giống như bị giam lỏng vậy đó vì lý tưởng vì cái gì mà phải chấp nhận một đời sống này các vị nhìn lại đi tôi nói để các vị có một cái nhìn rộng để hiểu biết tôi không dung túng những người mà lạm dụng sai lầm nhưng mà tôi muốn nói với các vị nhìn các vấn đề của tăng bảo nhưng mà còn tăng bảo trên thế gian vẫn còn phật pháp vẫn còn cái chỗ dựa tinh thần vẫn còn một cái điều gì đó cho cuộc đời cho nên quy Phật, quy Pháp, quy Tăng Cơ bản nhất là điểm tựa tinh thần Cho chúng ta Nhất là những lúc mà đầy áp lực Dông bão và cuộc đời đầy khó khăn như thế này Các vị thấy Tam Bảo trở thành cái điểm tựa quan trọng Tiền bạc nó có thể quay lưng về với các vị Công an việc làm nó có thể quay lưng với các vị Thậm chí những người thân yêu cùng đồng hành với mình Trong khó khăn người ta có thể bỏ mặt mình Họ bỏ rơi mình với các vị nhưng Tam Bảo mà đúng nghĩa Thì đây là một chỗ nương tựa đồng hành với mình Không có những vấn đề quay lưng bỏ mặt Và nhất là những thầy tu Tôi đã từng nói cái này trong một số bài Thầy tu không được bỏ rơi quần chúng khổ đau Đừng cho đó là chuyện của thế gian Tôi từng thí dụ á Có những cái không phải chuyên môn của mình Nhưng mà hãy gán làm Dù bây giờ các vị làm ăn được Các vị đến cúng dường 5 triệu, 10 triệu cho chùa cho các thầy các thầy quan hỷ để mà tiếp nhận 5 triệu 10 triệu đó à cảm niệm công đức thí chủ nhưng mà khi các vị làm ăn thua lỗ phá sản hoặc các vị nợ nần các vị đến nhờ các thầy chia sẻ thì một vài trường hợp xảy ra làm sao ô chuyện đó chuyện của thế gian thầy chỉ biết tu thôi chứ làm sao mà biết các vấn đề này thì tôi cho cái đó nói dường như đúng nhưng mà đó là điều thiếu đạo đức Tôi chưa dùng từ vô đạo đức nhưng mà tôi nói là thiếu đạo đức. Hưởng thụ thành quả lúc họ hạnh phúc nhưng mà bỏ rơi lúc họ khổ đau thất bại. Tôi chỉ cho thí dụ nhỏ thôi. Vì vậy trong hoàn cảnh đó, một người có học, một người có trí và một người tâm từ sẽ làm gì? Nếu có tâm, chúng ta sẽ biết làm gì trong tình huống đó. Chắc chắn rằng không thối thác bằng cách dùng cái những cái mẫu mực, khuôn thước trong các vấn đề của nhà chùa như vậy đâu bởi vì người muốn độ đời phải có trăm phương ngàn kế những bậc có trí còn nói mà Thật tế lý địa bất thọ nhất trần mà phương tiện môn trung bất xã nhất pháp cái cốt lõi của chân lý nó không có một mãi trần nó không có cần thiết gì hết á nhưng mà trong cái cửa phương tiện với cuộc đời nó tùy duyên nó vô số các hình hài và hình thức để chia sẻ trong cuộc đời đây là điều mà tôi nói trong các kinh điển đại thừa rất là nhiều tôi không nói lòng vòng để các vị hiểu xa vấn đề thì trở lại các việc hôm nay khi chúng ta quy y là đã xác định rất rõ các vị hướng về tam bảo các vị hướng về cái mục đích chính và khi cuộc sống như thế này các vị mới thấy lời dạy của đức phật đã từng nói đời là bể khổ cho nên khi cuộc sống bình an ít bao giờ ai nghĩ được cuộc đời vô thường và có những lúc khổ nhưng bây giờ những đất nước thiên đường như ở châu Âu chẳng hạn, họ trở nên một sự tồi tệ mà không bao giờ nghĩ rằng họ sẽ trở nên như vậy, và bản thân của họ cũng chưa từng nghĩ có một ngày chính bản thân mình sống trong một hoàn cảnh tồi tệ như vậy. Cho nên khi học Phật có nền tảng của trí tuệ rồi thì tất cả những điều có tồi tệ xảy ra nhưng bằng cái suy tư đúng đắn, có trí tuệ, chúng ta sẽ phân tích được các vấn đề để lấy lại sự bình an của tâm thức. Và vì vậy cái năng lượng chúng ta được bảo toàn Và chúng ta sẽ có ứng xử các vấn đề tốt hơn Và những người học Phật tốt sẽ là chỗ dựa tinh thần Cho các thành viên trong gia đình chúng ta đang là Những người khác có thể quan mang yếu đuối Những người khác có thể vật vã Những người khác có thể rơi vào trong bệnh tật trầm cảm hay là bị chết Nhưng mà những người học Phật vững vàng sẽ trở thành chỗ nương tựa để giải quyết các vấn đề này Để xoa dịu các cảm xúc về đau khổ và bất an quan trọng lắm khi học phật rồi chúng ta mới thấy rõ không phải các vị là người trầm mình trong thế gian các vị mới biết chuyện thế gian nhưng mà các vị sáng tỏ nơi phật pháp rồi sáng tỏ nơi tâm hồn các vị thấy các việc thế gian rất rõ mà thấy bằng một cái tâm hồn rộng lớn nữa chứ không phải thấy bằng sự nhỏ hẹp của chúng ta đó là những điều mà tôi muốn nói với các vị Cho nên Phật Pháp không rời thế gian là vậy Lấy chúng sinh đau khổ làm đối tượng Để mà đưa ra các phương tiện của Phật Pháp Các vị quy y là điều vô cùng quý báu. Tôi quan ngân cái sự quy y của các vị Không phải tôi quan ngân là vì tôi có thêm đệ tử Tôi không phải tôi quan ngân là vì Đạo Phật có thêm những tín đồ Đừng đặt vấn đề này Giống như các vị y bác sĩ khuyên mọi người nên từ bỏ thuốc hay từ bỏ rượu không phải có lợi cho bác sĩ khuyên khích nên ăn những thực phẩm như vậy nên sống khoa học như vậy không phải có lợi cho các nhà thực dưỡng hay là có lợi cho các nhà khoa học mà cái đó vì sức khỏe của cộng đồng biết rằng khi người ta sống như vậy sức khỏe sẽ tốt hơn thì những người có nhiệm vụ đó họ sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn cũng vậy khi đưa đạo pháp đến với mọi người Biết rằng quần chúng tiếp nhận như vậy Thì giàu muốn giàu không Họ vẫn được những cái gì đó lợi ích Tốt đẹp hơn Cho nên niềm an vui là cái đó Đừng đem tín đồ so sánh Những cái dạng khập khiển theo niềm tin Tôi không quan trọng đâu Những cái đó không bao giờ là Cái giá trị thật và không bao giờ tồn tại thật Tôi nhắc hoài cái lời của Thánh Ganh đi chân lý muôn đời vẫn là chân lý dù có hàng trăm ngàn người đã đảo sai lầm mãi mãi là một sai lầm dù có hàng trăm ngàn người ủng hộ đó là những cái hiệu ứng của thời công nghệ nó không có quan trọng đâu quan trọng nhất chúng ta thấy được mình là ai và mình đang làm gì thấy rất rõ bằng trái tim khối óc và trí tuệ của chúng ta đây là điều cần thiết cho nên quy Phật quy Pháp quy Tăng, trong đó các tổ còn dạy là nên tự quy y với Phật, với Pháp, với Tăng nữa. Tức là hãy tự trở về với sự giác ngộ của chính mình, tự trở về với tình thương và sự hiểu biết của chính mình và tự trở về với sự thanh tịnh hòa hợp của chính mình. Tức là làm sao quy những hình thức bên ngoài và nhờ cái đó để hướng vào bên trong để chuyển hóa tâm thức. Cái này là tôi dặn với các vị từ đầu bên cạnh đó khi quy các vị còn có năm nguyên tắc đạo đức mà các vị tự nguyện để gìn giữ giữ cũng được không thì tùy các vị nhưng mà đa phần là chúng ta giữ một phần hai phần ba phần bốn năm phần không quan trọng thậm chí giữ không năm phần cũng là tùy các vị giữ được bao nhiêu tốt bấy nhiêu đạo phật không đưa ra cái điều đó như một giáo điều để bắt những người cư sĩ à giữ như vậy mới là phật tử nhưng ít nhiều Hướng theo con đường Phật pháp phải có sự hướng thiện. Vì vậy phải cải thiện tất cả những hành vi mà xem như là nó sai quấy với đạo đức cho nên gọi là năm nguyên tắc đạo đức, nhưng đó là chân lý. Chân lý là điều gì? Trong năm nguyên tắc này không sát sanh, không trộm cốp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Năm điều này khuyến khích nên cố gắng phát quy giữ gìn được bao nhiêu tốt các vị bấy nhiêu. Cho nên các vị đừng nghĩ rằng là Quy giữ không được là sợ tội Các vị không quy cũng tội giống nhau Đừng nên nói là như vậy Bởi vì chân lý trong cuộc đời Chứ không phải Đức Phật đặt ra Không có mặt Đức Phật trên cuộc đời này Thì những điều đó vẫn là nhân quả trả dai Một cách sòng phẳng Cho nên tôi nói các vị đừng có dán cái mát lên người tôi là này danh nghĩa tôi là kia tôi đạo gì tôi là phật tử thậm chí tôi không phật tử tôi là người chống đối đạo phật vứt ra đi dẹp thứ nào cũng vậy bốc vào lửa là phỏng giống nhau chân lý không lệ thuộc vào danh tướng nào cả nó là như vậy đức phật chỉ là người giác ngộ được chân lý chứ không phải đức phật đặt ra cái đó cho tín đồ sai tôi nói đức phật mà đặt thêm cho tín đồ đức phật không có trí tuệ và không có từ bi đức phật giăng bẫy cho tín đồ là đức phật không có từ bi và không có trí tuệ cho nên đừng có hiểu sai lầm cái này đức phật không có giăng bẫy cho tín đồ đâu đức phật muốn các vị hạnh phúc mà tự giăng bẫy cho các vị để làm gì cho đừng nói là quy giữ được không được rồi sợ tội thế này tội thế kia khỏi cần quy y cũng giống như thế thôi quy y để trở thành phật tử trên danh nghĩa là phật tử đúng pháp còn không quy y về tội phước giống nhau người quy cắt cổ con gà người không quy cắt cổ con gà khác nhau chỗ nào hả khác nhau chỗ là nó phật tử cho nên nó cắt cổ gà có tội đúng không tôi không là phật tử cho nên tôi cắt thoải mái không tội có những điều vớ vẩn như vậy không nếu thật sự trên cuộc đời như vậy ngu gì đi theo đạo phật ngu gì đi xuất gia ngu gì đi tu không có những điều vớ vẩn mai là nhờ học phật mới biết rằng cái đó đúng sai tội phước khác cái đó đó nhờ học phật cho nên cắt cổ con gà biết đúng sai tội phước còn không học phật cắt con gà thí mạng cùi cái gì đó tính sao cơ bản nhất ai cũng cắt tôi cũng cắt thế hệ ông cha tôi từng dạy tôi cũng dạy xã hội này dạy tôi cũng dạy đây là cái nghĩa thông thường vì vậy cái việc của những người quy y nó không lệ thuộc bất cứ điều gì ở cái việc quy y mà làm điều đó có tội nhớ nha quy y chỉ biết ra những điều đúng sai tội phước còn làm được bao nhiêu phần trăm tùy các vị giữ trọn vẹn thì càng tốt không thì một giới hai giới ba giới gì đó không nữa thì nửa giới vẫn tốt Điều quan trọng nhất là biết kính tinh tam bảo Để giữ cho cái lòng chúng ta hướng Phật Rồi tùy duyên trong cuộc đời nhờ đó Mà chúng ta càng ngày càng hạn chế bớt Những cái gì đó mà chúng ta thấy Nó xa rời các đạo đức mà Đức Phật dạy mình Ví dụ bây giờ không sát sanh Thì bây giờ chưa quy Phật Pháp Thì cũng tháng giết ba chục con gà đi ăn ba chục ngày Tôi ví dụ ăn ba chục con gà thôi chứ ai ăn dữ vậy phải thay đổi chứ đúng không nhưng mà bây giờ nhờ quy theo phật pháp rồi một tháng ăn 15 con có nghĩa là biết rằng cái này nó tổn lòng từ và nói cái này nó có quả báo quả báo này không phải phật đặt ra mà quả báo là chân lý là như vậy nhờ học phật mình mới biết được điều đó rồi sau này giỏi hơn tháng ăn 10 con giỏi nữa tháng 5 con tức là tự biết rằng chúng ta tự hạn chế cái nghĩa nó là như vậy đó chứ không phải là đạo phật bắt chúng ta cái gì đâu chân lý mà bắt cái gì tôn giáo mới bắt giáo điều mới bắt cho nên cãi cọ nhau mấy chuyện linh tinh tôi thấy nó không quan trọng mấy người ăn chay mà ăn hành hẹ hả Và ông phước tiến không có nói ăn chay ăn trứng công nghiệp đồ hả ăn đấy đấy lãi nhảy ba chuyện đó làm gì vì học chưa có tới không có tu theo chân lý cho nên bằng niềm tin tín ngưỡng thì vậy Ăn ăn quyền chúng ta nhưng mà cái đó có mắc gì để tranh cãi Với nhũi dưới đất còn chưa thoát khỏi mặt đất nó, đi lên cung trăng nên trời gì Lũi nhũi ba cái chuyện đó ngày nào mà đi ra đâu được Nếu hằng ngày tranh cãi ăn chay mà ăn trứng hả hay là ăn chay hành hẹ hả hằng ngày tụng kinh vậy hả đi chùa mặc đồ vậy hả không có ngóc đầu lên được bởi vì cái tầm nhìn của chúng ta như một tổ két Tự cuộc chết mình bằng những cái tính điều Người đạt được chân lý và người vương tầm của trí tuệ Không ai quan tâm Tổ quậy năng ăn rau luộc trong nồi thịt chẳng hề gì Tế điên ăn thịt chó chẳng hề gì Nhưng mà mình không phải lấy cái đó để mình mình nói cho mình Mà mình nói rằng chân lý nó không lệ thuộc vào tất cả những cái phớ phận đó Hãy tùy duyên nhìn có trí tuệ và từ tâm là được Nó xuất phát từ tâm là được Cho nên học Phật Các vị thấy rằng Để mở mang, để phát huy con người của mình Chứ không phải học Phật để trở thành Con người bị ràng buộc trong một tính điều nào đó Sai lầm Sai trầm trọng luôn Và tôi không biết tại sao người ta lại vậy Người phát tâm quy cái mà nhắm mình giữ năm giới được không mày Giữ được tội đó Thế thế và thậm chí có những người Họ nghĩ họ giữ không được cho nên họ không dám quy y Tôi nói không sao Cho nên tôi nhớ một cái câu chuyện trong kinh điển nêu tỳ kheo liên Hoa sắc là người đi tu xuất thân từ một kỹ nữ Nhưng mà khi đi tu rồi bà hay khuyến khích mọi người đi tu Và nhất là trong giới giang hồ Thì mấy người này nói Sư ơi con dèn sao tu được Đời con đắm nhiễm trong trần tục mê lầm Trong nhiễm ô trong đời sống bất tịnh như vậy hoặc là con còn ham vui trong cuộc đời lắm tỳ kheo liên qua sắc mới nói rằng không sao có tội đọa địa ngục mai mốt hết địa ngục đủ duyên với phật ra địa ngục tu tiếp con câu nói này nó làm sáng ý nhiều thứ lắm đâu phải tu là trở thành thánh thiện liền đâu nó không tu nó vẫn tạo nghiệp đọa địa ngục như thường cho nên vì vậy thay vì đọa địa ngục bằng con người không có duyên với phật pháp thì thôi cho đọa địa ngục bằng con đường đã gieo duyên Phật pháp rồi để mai này trả quả báo xong quay trở lại còn có duyên với Phật pháp nữa. Hãy nói là người có trí và từ tâm nghĩ đến độ như vậy. Cho nên tôi nói với các vị đừng có nghĩ rằng cái gì bằng tưởng tượng như hình tượng để thờ. Một con người giữa cuộc đời này nó không phải là như vậy, tùy duyên. Nhưng mà hướng Phật là tốt. Có từ bỏ những ác nghiệp là tốt. Có một ngày ăn chay là tốt Có biết hạn chế những cái sự Giai trả nợ máu trong bữa ăn là tốt Bao nhiêu tùy Đó là những điều tôi muốn gửi gắm với các vị Còn các vấn đề khác về nhà Nghe thêm để hiểu những bài giảng liên quan đến quy tôi giảng quá nhiều rồi Tôi không cần thiết để nói thêm Nhưng mà vì các vị trong ngày quy y tôi phải đặt các vấn đề Liên quan đến vấn đề tam quy và ngũ giới như một cái điều cốt lõi để chia sẻ để các vị cảm thấy rằng việc quy của chúng ta nó tốt đẹp quý báu thế nào để các vị yên tâm để khỏi phân vân và đừng nghĩ rằng là quy thiệt thòi các vị học phật pháp mà không tốt hơn thì thôi không bao giờ tệ hơn được còn tệ hơn là cái vốn dĩ vì nghiệp chướng vì vô minh vì cái gì chúng ta vốn dĩ như vậy chứ đừng đổ thừa là do học phật mà như vậy không bao giờ có có khi nào nói tôi ăn sạch ăn kỹ cho nên tôi bệnh nhiều hơn Không có vô lý như vậy Ăn bậy mới bị bệnh chứ Còn ăn sạch ăn kỹ bệnh là vốn dĩ cơ thể vốn suy yếu Nó vốn có dấu hiệu bệnh Nó vốn có nhân tố đó Hoặc là từ khi sinh ra thể trạng nó vốn yếu Cho nên trước kia tôi hay bị người ta là đặt vấn đề để hiểu nằm mà tôi cũng phân vân Tôi không có uống cà phê, không uống trà, không uống thuốc gì hết á có những người nói vì tôi vậy tôi bệnh hoài Người ta mới chỉ ra nè Ông này, ông này, ông này nè Uống trà, hút thuốc, cà phê Thậm chí những người ngoài thì uống rượu nữa Họ có bệnh đâu Nhưng mà lúc đó ban đầu thì hơi Hơi vội thì nói ờ ha Nhưng mà mình bình tĩnh mình nghĩ lại Đâu phải Mai là không uống rượu, hút thuốc, không gì hết Mà còn muốn chết dở như thế này liều mạng nhảy vô mấy cái đó chắc là về cõi phật từ lâu rồi tôi hiểu bởi vì sao vậy cái thể trạng người ta tốt hơn mình cho nên người ta ăn uống như vậy người ta chưa sao chứ không phải là không sao chưa sao là vì đề kháng người ta đang còn sức khỏe đang tốt nhưng mà con người của mình không giống người ta sinh ra từ ban đầu thể trạng yếu sức khỏe không được tốt như vậy là nghiệp vì vậy không tránh bớt những cái này mà lao đầu vào là tự sát Là ngu si Cho nên mình phải hiểu biết rất rõ là Người ta nhìn hiện tượng thì như vậy Nhưng mà như vậy nhưng mà không phải vậy Hiểu sâu rồi chúng ta sẽ biết các vấn đề này Cho nên tôi chỉ căn dặn các vị một số những điều Trong cái ngày quy y Để các vị cảm thấy Việc quy y của chúng ta đầy ý nghĩa Và cứ tự tin đi Khi chúng ta học tu theo Phật nó có gì lệch lạc chúng ta mới gặp khổ đau chứ không phải là do học phật mà chúng ta khổ hơn không có mà học phật để giải quyết vấn đề khổ đau tốt hơn và có cái cách làm hạnh phúc tốt hơn đó là như thật còn giữa cuộc đời này ai không khổ khổ là chân lý cuộc đời này rồi không cần thiết để mà phân bua điều đó Việc quy tôi khép lại tài đó với các vị